Xin chào toàn thể mọi người nhé. Nay hai anh em lại có chuyến đi vào rừng đây để ăn cơm no rồi thì bây giờ đi tìm cây mọ chó nhé. Hôm trước thằng em nó bảo là thấy cái cây gần giống cây mọ chó nhưng mà không biết là phải không. Hôm nay anh em đi vào xem. Sao đến chưa? Đấy. Và nhân tiện mang cả cái thuổng đi để tìm rúi. Trong cái rừng này nhiều rúi lắm. Đấy á? À, cái này à? Ui, nhìn vỏ phải đấy. Thế nào? Từ từ nhá. Sao? À, đâu? Có mang dao nhọn không? Thử hơi cứa xem nó phải nó chảy máu ra không? Cứ tầm nào? Chỗ này này. Thử chọc vào đây nào. Ui ui, dao vào đấy rồi chảy ra. Này này này. Ui, tiếc lắm. Ui giời. Chắc phải đấy. Máng ra nhỉ. Ôi, từ đấy nhỉ. Phải rồi. Ui, cây này đấy mà không ai thấy nhỉ. Này các bạn nhá. Đây là cây máu chó nhá. Đấy, vừa thử rồi. Nhiều máu lắm. Cây này nó rất là to và rất là nhiều dây leo, không thấy ngọn luôn nhá. Bởi vì nó ở trong rừng nguyên sinh này, để nhìn thấy ngọn của nó khó lắm, cây khác che hết rồi. Nhiều máu lắm. Đây. Đây, vừa mới chọc thử này mấy lít đấy. Các bạn nhá, đấy. Đó. Rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Máu như máu người luôn nhá. Đấy. Cây này đừng bảo ai nhá. Thỉnh thoảng anh em mình lại ra lấy nhá. Lấy xong phải che đấy nhỉ, không còn nó phát hiện đấy. Nó phát hiện là nó mẹ ăn hết đấy. Hết đường sau thì không có. Từ hồi này. Bạn thấy chưa? Máu ấy nó tươi luôn này. Đấy. Nó chót luôn. Thích nhỉ. Thử xem. Em thấy thử xem liệu chất lượng có phải nó thật không? Từ lấy ngón tay ấy đấy. Thử liếm thử xem phải những cái vị nó phải đấy. Phải không? Đúng cái loại anh em mình ngâm rượu mang ra uống đó. Rồi, ok rồi. Và bây giờ phải tìm ống nhỉ? Tìm ống làm máng xong là mình mới hứng được chứ. Bây giờ mình hứng rạch một đường thôi. Cái cây này rạch mạnh quá nó cũng hay chết nhá. Lấy vừa phải thôi. Vừa lấy rạch mạnh quá thì mọi người phát hiện. Cây này chảy máu nó chả khác gì mình thịt con gì ấy, chảy hết máu là chết mà. Đấy thôi. Quá tuyệt luôn. Này. Cây này chắc nó tùm này nên không có ai để ý, không bọn nó chả cắt đem đi bán hết rồi. Đấy. Ống ấy thoải mái à? Chứ còn hơn chứ. Nhiều còn tốt, mang về còn chia cho anh em mấy người tí nữa. Cái máu chó này rất là tốt nha. Này là uống vào rất là bổ máu luôn. Bây giờ phải làm cái chỗ để hứng. Em lấy con dao nhọn sửa. Dao nếu mà cuốn lắm rồi. Cái này có chỗ để hứng gì, có chỗ để đặt nó thôi. Rồi nhá mọi người nhá. Đây. Này để hứng, còn cái này để chọc tiết. Máng để hứng tiết. Đấy, còn cây kia kìa, cây đằng kia kìa đấy. Đấy. Tán không thấy đâu nhá, tán tít trên cao. Thấy đâu? Đấy. Lá thì không nhìn thấy đâu, nhìn cái cây này. Giờ bắt đầu tiến hành nhá. Rồi. Đi. Chắc tìm chỗ để đá nhá, chỗ để ấy đấy, để hứng đấy. Bắt đầu tiến hành nhá các bác nhá. Làm nhanh nhanh. Chắc phải... Chắc không ổn chăng? Không được. Rạch rộng rộng ra. Chắc. Ở đây đâu đủ chảy đâu. Nghe sợ gì nó tràn hết ra này. Tràn xung quanh thôi. Từ đó. Cắt bỏ. Đấy. Cỡ này được đấy. Lấy ấy gõ vào. Dao gõ vào. Đấy nhỉ. Rồi, chắc rồi. Nó rơi không đấy? Chắc không rơi được. Vạch thử nhá. Bây giờ vạch phải đúng vào cái giữa của cái ấy nhá. Tiến hành lấy tiết máu chó nhá. Vạch rộng ra cơ. Đấy là ít lắm. Đấy nhá, nhá. Rất nhiều luôn. Bây giờ rất khó để lấy nha. Ui vỏ dày lắm. Vỏ dày mà cứ rất sâu thì nó mới ra nhiều. Đấy. Đấy các bác nha. Các bác được tận mắt sở thị đấy. Ui, chảy đâu rồi. Ôi, hướng chân đúng vào. Đây nhá, đây là sự thật luôn nhé, không phải là ai có thể ấy được nhá. Các bạn nhìn thấy chưa, máu này. Và nó rất là tốt luôn. Nhìn thấy chưa, nhìn đấy. Đây là máu của rừng đấy. Máu của cây rừng đấy. Rào hết rồi. Đấy nhá mọi người nhá. Đấy. Người đang tiếp tục làm này. Có khi phải rạch rộng ra nhỉ. Cứa nhỉ. Cứa thành một đường rộng ấy, một rãnh rộng xuống ấy. Mình lấy trên này đợi hơi lâu mà. Chất lượng. Đấy. Được một ít rồi đấy. Đây mới là máu chó thật nhá các bác nhá. Nên là các bác đừng có là xem là các bác lại không tin tưởng là chết đấy. Đây, trực tiếp luôn. Này về hòa với rượu là thành rượu màu hồng luôn nhá. Màu hồng đỏ luôn đấy. Mà không uống đặc đâu, uống long loáng thôi. Loại này uống ít thôi nhá, không uống nhiều, uống say cả đây là không hiệu quả đâu. Rồi. Rộng vừa là rộng quá sợ bọn nó lại phát hiện. Đấy thôi, lần sau còn ra lấy nhá. Lần sau còn lấy gì thế? Này nhìn này thôi mà cũng chả có tiết nhiều mấy đấy nhỉ. Lấy nhiều quá là nó cũng chết cây nhá, bao nhá. Này nó chả khác gì mình cắt tiết một con vật đấy. Dây leo nhiều quá. Đấy, còn đây là dây leo bám vào thân nó. Bỏ ra rạch một đường chéo lên ngang sang nữa. Rất nhiều chẳng qua cái to quá đi. Vỏ dày nó phải cứa sâu hơn nữa. Đấy, được chảy liên tục rồi các bạn. Úi giời, để mà ngâm rượu uống thì đấy, máu chảy ra chả khác gì khi mình cắt vào da thịt luôn nha. Nó đông vào nhá. Khi chảy đây này. Ui rồi này. Đẹp chưa? Thử thôi. Để cho nó về một bên tí, nó bám cái này tốn lắm. Bám cái này không lấy được ra. Này không lấy được hết thì yếu. Vẫn còn chảy mạnh lắm. Này. Bụi đi. Dành một đường bên này. Ờ đấy, dành một đường chéo không đấy. Đón hết. Không lấy được đủ mang về chị anh em thì nói cho. Dây leo là nhiều đất bán quá. Cẩn thận nó rơi đây bẩn nhé. Nhiều không? Được một tí rồi đấy. Này ngâm được chắc được vài lít rồi. Nhiều luôn. Lấy đủ uống thôi nhỉ. Lấy nhiều quá nó chết đấy. Lật thế này rồi, lần sau họ đỡ phát hiện. Ý giời, máu kinh khủng quá. Lần sau còn đi, nếu không đi anh em mình lấy một thể luôn nhỉ. Còn đi thì đằng nào cũng tiện đi, để lại ít xong lấy mong dùng dần. Cắt. Cắt đến đầu đỏ đến đây. Thì chắc nó chạy được từ giờ đến tối á nha. Chạy từ giờ đến tối thì thoải mái rồi. Quá ấy luôn này. Như tiết chó đỏ lư luôn. Rất ngon nha, cái này nó làm ngâm rượu. Vừa bổ mà nhìn cái màu nó rất đẹp. Đỏ tươi luôn nha. Được mỗi tí. Chắc bây giờ cũng rột thế này thì tầm tí. Nó phải hứng ở đây cả ngày mới đầy cái này được. Bây giờ mình mà phát lấy hết thì hại cây. Chắc lấy vừa phải thôi. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Lúc nó còn đông vào, nó đen vào nhá, nhìn như máu đông luôn. Nhìn đỏ, thích nhỉ. Cây này hiếm lắm à. Này ở đây không ai để ý thôi, bọn nó với lại xa nữa, nó không lấy được. Này. Đỏ chất. Chưa đấy. Mình nó trong rồi này, nó phải chảy kia này. Dính này máu loãng rồi. Nghe vị thế nào? Có mùi tanh tanh nhá. Tanh tanh á? À, đúng đấy. Và cái loại này nó có chất đấy mà. Chắc là có mùi tanh, nó có độ thử tí nào. Độ máu này chứ. Thật nhỉ? Mùi tanh tanh của máu à? Mà tanh ít thôi. Tanh thế này vẫn uống được. Thôi nhỉ, chắc là để đấy thôi nhỉ. Để đây hứng rồi. Để đây đang đi tìm rúi thôi. Anh em nhé. Tí chiều mới về, mới lấy về. Thì chắc là đến chiều thì không được nhiều. Chắc kiểu gì cũng được một nửa của cái âu này. Thì mang về là sử dụng để ngâm rượu nhé. Bây giờ anh em cũng không chờ được nữa. Nên là thôi, chắc là cũng tạm dừng ở đây thôi. Chiều về không biết là có quay được nữa không. Tôi cũng xin tạm dừng video ở đây nhé. Chiều thời gian lâu quá. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.